Đây là Manson Atom, một sản phẩm ghế công thái học hoàn toàn mới của Manson ở Gia Lò. Đây là một thương hiệu quá nổi tiếng với những mẫu ghế công thái học hay được gọi với danh hiệu quốc dân rồi. Đối với sản phẩm này, hãy cùng xem ở trang mức giá tầm trung khoảng 5 triệu đồng thì đây có phải sản phẩm ghế công thái học đáng sở hữu nhất ở thời điểm hiện tại không nhé. Còn bây giờ, bắt đầu vào chính video thôi. Đối với tất cả sản phẩm ghế trước đây mình đã từng review, Manson Atom được đóng thùng gọn và nhỏ nhất nên vấn đề mang đi mang lại, vận chuyển qua nhiều khu vực khác nhau là một điểm lợi rất lớn của sản phẩm này. Quá trình unbox và lắp đặt sản phẩm thì cũng khá đơn giản, chỉ hơi chê một chút là việc sắp xếp các thành phần bên trong hơi lộn xộn và các lớp xốp để ngăn tránh các tình trạng va đập còn chưa được dày cho lắm. Trong thùng đã có đầy đủ sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng và cũng chỉ cần một người là có thể hoàn thiện được chiếc ghế này trong khoảng 15 đến 20 phút khi mà hãng đã lắp đặt sẵn phần bệ đỡ của ghế rồi. Nhìn chung thì trải nghiệm ban đầu với chiếc ghế Manson Atom này khá ổn áp và dễ dàng làm quen. Về phần đánh giá thì nếu các bạn có thời gian đi dạo vòng quanh nhiều website chuyên về ghế công thái học cho sức khỏe thì thật sự phải nói rằng nhiều mẫu mã bây giờ cũng rất tương đồng với nhau về ngoại hình, tính năng, cách sử dụng nên điều này sẽ gây ra đôi chút khó khăn trong việc lựa chọn ra một chiếc ghế ưng ý nhất cho những bạn ở tỉnh xa mà lại không được trải nghiệm ngồi thử. Đối với chiếc ghế này, chúng mình sẽ cố gắng đánh giá chi tiết kỹ càng nhất bằng việc cho một số bạn ngồi thử trải nghiệm ghế với các form người khác nhau, chẳng hạn như là cao, gầy, cân đối trên 1m7 hoặc chỉ cao 1m6 để xem chiếc ghế này có khả năng fit như thế nào. Trước khi đi vào trải nghiệm ngồi thực tế thì hãy cùng đi vòng quanh một lượt chiếc ghế xem đặc điểm và tính năng của nó như thế nào. Nó vẫn là một sản phẩm form ghế hai lưng cơ bản, giống một số sản phẩm các bạn đã từng làm quen như là Siho M90 hay một vài sản phẩm khác trước đây chúng mình từng review là Siho C300. Chân đế kim loại chắc chắn, có độ đầm, tuy nhiên bánh xe của dòng ghế này không phải dạng PU thông thường. Hãng cũng chưa công bố cụ thể về chất liệu của nó, nhưng về cảm giác lướt trên bề mặt thảm thì nó có độ mượt tương đối cao và sờ vào sẽ cảm giác bóng bẩy hơn một số dòng ghế cơ bản khác thị trường, cũng là điểm cộng khá ổn áp. Về piston vẫn là class 4. Về tài trọng thì mình đã test cho hai bạn 70 và 80 cân cùng ngồi lên chiếc ghế này và nó hoàn toàn cân được tốt. Thế nên phù hợp với hầu hết thể trạng người Việt Nam hiện tại. Lưng ghế phần khung lớn làm bằng kim loại và khung nhỏ hơn đỡ thắt lưng thì bằng nhựa. Cơ mà phần lưng ghế này rất nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều các dòng ghế mình từng trải nghiệm qua. Tuy nhiên, nhẹ không có nghĩa là nó không đỡ hết phần lưng, vẫn vô cùng cứng cáp và trải nghiệm cụ thể sẽ được nhắc đến chi tiết hơn ở phần sau. Tay ghế 4D cơ bản được hoàn thiện từ nhựa trông chưa được cao cấp cho lắm. Với bề mặt làm từ một lớp foam bọc PU khá mềm nên đặt tay vào tương đối thoải mái. Về chất liệu lưới thì chiếc ghế này được sử dụng loại lưới được gọi là Cloud Mesh. Có lẽ cũng chính vì cái tên được gọi là Cloud nên là khiến cho việc mình nâng cả phần lưng ghế và phần đệm mông lên đều thấy nó nhẹ nhàng hơn các dòng ghế khác một khoảng tương đối. Bây giờ hãy cùng đến phần chi tiết mà quyết định xem các bạn có nên đầu tư mua chiếc ghế này không, đó chính là trải nghiệm ngồi. Đầu tiên là với vật liệu lưới Cloud Mesh này, sờ vào sẽ có cảm giác thô hơn, cứng hơn một số mẫu mình đã từng trải nghiệm. Tuy nhiên có thể hiểu được vì vấn đề này là do kết cấu sợi đan rất nhiều, dày đặc hơn khi các bạn ấn mạnh xuống, sẽ không thấy độ lún nhiều. Nó sẽ rất chắc chắn và qua thời gian sử dụng thì mình nghĩ rằng nó sẽ bền bỉ. Và bằng chứng rằng hai người mình với cân nặng tổng khoảng 150kg đã có thể ngồi ngon trên chiếc ghế này. Trên lưng ghế cũng như vậy, vẫn là dạng lưới y hệt, có khác biệt một chút là ở phần lưới chỗ đỡ thắt lưng khi nó làm mềm mại hơn. Điểm này thì ghế nào cũng làm tương tự vì chúng ta sẽ ngồi dựa vào và tạo áp lực nhiều hơn ở vùng này. Do đó, thiết kế như vậy là hoàn toàn hợp lý. Tiếp đến là phần lưng ghế, có chức năng nâng hạ để tùy thuộc vào chiều cao của bạn. Nhưng thật sự thì điều chỉnh nó hơi khó một chút, không tiện thao tác và mới đầu làm quen thì mình cũng chưa biết phải bám tay vào vị trí nào để nâng hạ cả. Qua một hồi mò thì để làm dễ nhất, các bạn cần nâng ở phần khung nhựa của lưng trên. Các khớp này ban đầu cũng hơi zip, chưa được mượt cho lắm. Có 3 mức nâng hạ, tuy vậy thì các bạn chỉ nâng hạ được toàn bộ phần khung ghế mà thôi. Nó không phải vấn đề quá lớn vì feedback của những bạn có chiều cao từ 1m6 đến 1m75 với các vị trí lưng khác nhau. Các bạn trong đội mình đều nói rằng là nó khá vừa với lưng, cảm giác support vị trí này khá ngon. Thế nên có thể đánh giá sơ bộ rằng chiếc ghế này sẽ phù hợp với chiều cao từ khoảng 1m55 cho đến đâu đó dưới 1m8 trong khoảng chiều cao trung bình của người Việt Nam hiện tại. Và một trải nghiệm chưa được tốt lắm trên chiếc ghế này là đến từ phần tay ghế. Đồng ý rằng nó là dạng 4D, rất đầy đủ các thao tác cơ bản, nhưng ở mức giá 5 triệu, mình nghĩ nên có được một độ hoàn thiện và chất liệu cao cấp hơn. Phần tay ghế cho dù đã siết chặt hết cỡ, nhưng vẫn có một độ dờ nhất định. Bù lại phần chức năng, hoàn toàn không bất kỳ điểm gì để trên dòng ghế này cả. Việc trang bị mọi điều khiển trên phần bệ đỡ của ghế khiến cho nó dễ dàng thao tác hơn rất nhiều các dòng ghế truyền thống. Và mình thấy bạn cũng phải bỏ ra đâu đó từ 6 triệu hơn mới có khả năng sử dụng tương tự như sản phẩm này. Bên tay trái có một cần điều khiển để điều chỉnh da vào ghế, khoảng da này sẽ tối đa là 6cm. Nếu các bạn có thân hình nhỏ dưới 1m6 và dưới 60kg thì sẽ để mức gần nhất là vừa vặn sát phần thân ghế. Còn lại thì để mức tối đa, qua việc test thực tế thì nó sẽ chọn những bạn có tạng người to hơn, là một điều khá cần thiết giúp cho ngồi làm việc thoải mái hơn. Bên phải là hai cần gạt chức năng cũng như cơ bản mà thôi. Bên trên là nâng hạ chiều cao ghế, bên dưới là đóng mở tính năng ngả ghế. Sản phẩm này có thể ngả ra tối đa là 140 độ với các khớp ngả cũng rất mượt. Bạn có thể chỉnh khả năng kháng lực bằng một núm xoay phía bên dưới, phù hợp cho nhiều người với cân nặng khác nhau và lực ngả ra khác nhau.
Ngoài ra cũng có thể lựa chọn thêm phiên bản gác chân với mức giá đắt hơn chỉ khoảng 500.000. Như vậy đã có đủ một combo để ngả ra nghỉ trưa cực kỳ phê dành cho dân văn phòng. Chiếc kê chân này cũng được hoàn thiện từ kim loại, vật liệu lưới cũng là Calamex tương tự nên về độ thoải mái là khỏi phải bàn, cùng kích thước khá to. Một điểm cuối cùng mà mình thấy thực sự ấn tượng, đó có thể nói là điểm sáng giá nhất trên chiếc ghế này mà không nhiều sản phẩm khác có được, đó chính là phần đệm đầu. Chắc hẳn một số bạn khi mua ghế cũng gặp một số tình huống khá trớ trêu, đó là khi tìm được một chiếc ghế vừa vặn rồi, ngồi thoải mái nhưng phần đệm đầu lại quá cao hoặc quá thấp, không thể nào điều chỉnh được. Với chiếc ghế này, bạn sẽ không gặp phải tình trạng đó nữa, vì phần đệm đầu là dạng 6D, nhắc lại một lần nữa là 6D chứ không phải 2D hay 3D thông thường. Các khả năng điều chỉnh của nó là rất linh hoạt, mọi tư thế ngồi gần như chiều cao nào có thể cân được hết. Nếu bạn thấp thì không sao cả, chỉnh chiếc đệm đầu này đẩy ra ngoài một chút và hạ xuống thấp nhất sẽ vừa vặn. Cũng như với chất liệu lưới đây khá căng, có độ đàn hồi cao, đây là dạng đệm đầu của ghế công thái học mà mình cảm thấy ưng ý nhất trong các sản phẩm trước đây đã từng được ngồi. Và rồi ở mức giá khoảng tầm 5 triệu đồng tùy phiên bản của Mansion Atom thì các bạn có thể có cho mình đầy đủ mọi chức năng cần thiết của một chiếc ghế công thái học, giúp định hình lại tư thế ngồi, làm cho trải nghiệm làm việc và chơi game hàng ngày được tốt hơn. Nếu như các bạn mua sản phẩm này, đừng quên mua tại đường link mình để phần mô tả và phần bình luận video này, cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.